Tại sao không ai lắng nghe mình? Tại sao không có ai chịu hiểu mình, chịu chia sẻ với mình? Thì lúc đó em cảm giác là thế giới quay lưng với mình rồi. Chắc là không ai cần mình nữa đâu, mình sống chi cho chật đó. Em nghĩ hẳn như vậy luôn, là một con da lúc đó là nghĩ quẩn luôn á, gọi là nghĩ quẩn luôn, là một điều ngu ngốc nhất em từng làm. Ở trên trường không ai nói chuyện với em hết trơn á, lúc đó em ngồi trong lớp có một mình, không ai chơi với em hết trơn á, em cũng không nói chuyện được với ai luôn. Xong rồi cái về cũng kiểu nói mẹ, xong rồi cái mẹ cũng kêu là thôi thì lát trói đi, giờ mày không rảnh. Mình có thấy là cái bạn nhỏ kia có những cái nổi loạn như là xăm hình này nọ. Thế con có hả? Dạ có. Nhưng mà xăm là vì mình thích hay xăm vì mỗi lúc mình giận và mình phải muốn ghi khắc một cái gì đó? Cái nào đúng? Dạ có cái đúng, cái nó cũng cái là hai cái luôn. Tại vì có một cái hình là mẹ vừa la xong là lên hình đó để Xăm ngay. xong ngay luôn, thì mẹ la sáng đó chiều đó là đi cái hình đó để nhớ, là để lúc mà nhìn vô cái hình đó thì mình cái ngày này là mình đã làm mẹ như thế này, mình phải nhìn vô cái hình này và mình cố gắng hơn, kiểu có cái động lực để kiểu mình vươn lên. Thì trước khi đó thì chúng ta muốn biết hơn về cái sở thích của con về bộ môn này, là vì hiện nay bố mẹ ở Việt Nam đa số không ai thích con mình xăm hết. Là tại vì thường hồi xưa cái hình xăm nó chỉ đến từ những cái người mà thường á, là người ta hận đời cái gì đó người ta xăm lên đó. Bản thân cha ấy, mẹ con cũng không thích, cha ấy, mẹ con cũng có suy nghĩ như chú Thành, là chỉ có những người vô côn, hôm bữa mẹ con có nói là chỉ có những người vô côn thì mới có những hình xăm. Và kiểu con nghe xong, tại lúc đấy con cũng có xăm rồi, thì lúc đấy con muốn là con nghe xong câu đó con càng kiểu con càng có cái suy nghĩ là con muốn chứng minh cho mẹ biết là những người có hình xăm là vì người ta thích. Và nếu như mà có hình xăm trên người, người ta vẫn có thể thành công được, và người ta vẫn học giỏi, người ta vẫn đi theo cái con đường là thành công, chứ không phải là đi theo cái thứ tồi tệ mà cứ đi xuống như vậy. Đợt đấy em làm mẹ giận cái chuyện gì đấy thì em mới dùng dằn bỏ lên lầu, đóng cửa khóa cửa lại luôn, thì mẹ mới lên, mẹ mới ngồi xuống, mẹ nói chứ con làm như vậy là không có được, con đừng có thái độ với mẹ như vậy. Thì em mới kêu chứ, lúc đó em cũng bức xúc, em mới nói là con làm vậy là tại vì con cảm giác được là mẹ không có thương đều. Mẹ sinh ra ba đứa mà mẹ thương không có đều thì đúng thật là không không có ai mà nó có cái tình cảm mà ngang bằng nhau hết. Nhưng mà mẹ em thì bị lệch, nó bị rất là chênh lệch rất là lệch quá nhiều, rõ, đúng, cảm thấy lệch không rất công là bằng rõ đúng luôn không? vậy. Nên là em cảm thấy không bằng, thì lúc đó em mới nói là mẹ Và thương cái người còn lại nhận được nhiều hơn là ai? dạ, nhiều hơn là việc thi. Là cái đứa em sinh đôi của em. Dạ, thì lúc đó cũng nói là mẹ thu không có đều, thì mẹ hỏi sao con nghĩ gì, nói là mẹ thể hiện rõ lắm, mẹ thể hiện rất là rõ luôn, mẹ lúc nào cũng cho là nó đi làm mệt. Tại vì bản thân mình thi là nó đã đi làm rồi, nó đã đi quay các thứ thì nó đi làm mệt nên con phải nhường nó, con phải thông cảm cho nó. Nhưng mà mẹ không có nghĩ cho con. Mẹ chỉ nói giống như là trong trong đầu của mẹ chỉ nghĩ là bản thân con chỉ ăn học ngủ ở trường thôi, thì có việc gì đâu mà mệt, có việc gì đâu mà nặng lòng. Mẹ mới khóc, mẹ kêu là mẹ thương ai cũng đều nhau hết trơn á, nhưng mà cái câu mẹ thương ai cũng đều nhau đó là
nó không có. Có nghĩa là những lời nói nó không đi đôi với hành động. Một góc độ nào đó thì mẹ mình cũng đúng mà. Con bé nó vừa phải đi làm, vừa phải đi học. Nó thêm một cái công việc để gánh trên vai nó. Con bé kia nó đi làm nhiều quá thì chị nghĩ là tình thương mình dành cho nó hơi nhiều một chút, là giống như cái sự quan tâm lo lắng của mình đối với nó hơi nhiều một chút, thì cũng đâu có cái gì gọi là sai. Có chứ. Tại vì việc con không tham gia nhóm nhạc cũng đâu phải lỗi của con. Và cái nhu cầu tình thương đó là một nhu cầu con đòi hỏi về sự công bằng. Và ở trong độ tuổi này thì điều đó nó cực kỳ mẫn cảm. Mình hãy công bằng với những gì diễn ra trong gia đình thì việc thi có được nhiều đặc quyền hơn hai người còn lại. Có. Đó là lý do mà có thể rất khó để tạo ra cái sự cảm thông từ phía con. Bây giờ em cho anh Thành vài ví dụ nhỏ về những chuyện em cảm thấy là bất công. Có cái gì cụ thể để anh cảm nhận được điều đó không? Dạ, ví dụ như là nói chuyện hàng ngày thôi. Thì việc thi nó dễ nói chuyện với mẹ lắm. Không biết là do hai người hợp nhau hay là như thế nào đó mà gọi nhau một cái là cũng phải nói chuyện, nói tầm nửa tiếng, tiếng đồng hồ vậy mới xong. Trong điện thoại? Dạ, trong điện thoại. Còn mặt em là mùa đông, 20 giờ, chuyện thứ 6, thứ 7 dữ lắm luôn. Đang phát sóng mới trên gọi ứng dụng 3 giây, cùng lắm 10 giây, 1 phút hết. Vậy cái nhu cầu chia sẻ của em và mẹ có nhiều lắm không? Em thích cảm giác đó hả? Trời, nhiều luôn á, kiểu nhiều khi còn ghen tị với Tiên nữa. Tại vì hai đứa nằm đối diện giường vậy mà. Nó cứ đi đâu về là alo mẹ, trời bữa nay này vui lắm, cái kia vui lắm. Và chưa bao giờ làm video đó với em. Có bao giờ á, mình thử nắm tay mẹ lại, mình nói cho mẹ nghe một câu chuyện là mẹ con cần mẹ cho con 15 phút, hay là mẹ con cần nói chuyện gì đó, như có bao giờ không? Dạ có. Có một đợt em lên phòng, em nói mẹ con nói chuyện mẹ tí, xong rồi cái nói được hai câu mẹ kêu là thôi để được bữa khác đi, giờ mẹ đang có chuyện rồi. Cái chuyện nó có quan trọng lắm không? Cái lúc đó em có một chuyện là em bị ở trên trường không ai nói chuyện với em hết trơn á. Lúc đó em ngồi trong lớp có một mình, không ai chơi với em hết trơn á. Em cũng không nói chuyện được với ai luôn. Xong rồi cái về cũng kiểu nói mẹ, xong rồi cái mẹ cũng kêu là thôi để lát nói đi, giờ mẹ không rảnh. Bây giờ mình pause lại một tí nhé. Khi cái gì đó xảy ra từ quá nhiều người dành cho mình, luôn luôn mình phải xét lại bản thân mình trước. Có nghĩa là đâu đó trong một khâu giao tiếp nào đó của mình nó đã có vấn đề. Bây giờ á, chị Như chỉ cho em một cái cách. Mình đừng có so sánh với cái người mà mình nó nặng nề trong lòng mình. Hãy chắc chắn là em của em không phải là người duy nhất mà cả lớp trên. Sẽ có một nhân vật nào khác mà rất là hòa đồng với mọi người trong lớp, hay là trong trường hay gì đó. Em nhìn cái nhân vật đó đi, cho khác đứa em của mình đi. Đúng. Tự nhiên em sẽ thấy khác. Đừng đặt mình vào vị trí với một người mà mình cảm thấy nặng lòng. Thân My á nha, lâu lâu đem tiền về cho chị. Chị hỏi tiền ở đâu con cho chị. Trong khi con đi về thăm nội, nội cho con dưỡng ba đồ cho con, cha cho con không có xài đâu mẹ. Bữa nay con cho mẹ nè, nó cho chị hơn cả triệu luôn á. Diễn như vậy thì nè mẹ, bây giờ như vậy nè, mình đừng đòi hỏi Minh Thi phải thể hiện tình cảm giống như kiểu của Việt Thi thể hiện được không? Mình kiểm chứng được rằng là mình nè vẫn đang là ưu tiên một của con. Thì em nghĩ là thực ra cách nó có rồi đó. Có điều là mình đừng có bắt nó giống với cái cách của đứa còn lại là được. Chắc là chị cũng thấy có lẽ vậy. Chị cũng lo cho Minh Thi. Nhưng mà... cả ba cả mẹ luôn, không phải một mình mẹ nữa, mà điều này là cả ba cả mẹ luôn, là không nghe. Tự nhiên cái không nghe cái gì, cái kiểu không có lắng nghe em, không có chia sẻ với em á, mà chỉ la em thôi. La em đúng là muốn em tốt hơn thật, nhưng mà thật ra thì
muốn tốt hơn thì chọn nó cách, có nhiều cách. Dạ, chọn cách là ngồi nói chuyện là con sai cái này, con sai cái kia, nên là con phải thay đổi cái này, thì em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Còn này là chỉ la thôi, la xong rồi mẹ muốn con như thế này, ba muốn con như thế kia, thì cái lúc đó là em cảm giác là tại sao không ai lắng nghe mình, tại sao không có ai chịu hiểu mình, chịu chia sẻ với mình, thì lúc đó em cảm giác là thế giới quay lưng với mình rồi, chắc là không ai cần mình nữa đâu, mình sống chi cho chật đó. Em nghĩ hẳn như vậy luôn, là một con dao lúc đó là nghĩ quẩn luôn á, gọi là nghĩ quẩn luôn, là một điều ngu ngốc nhất em từng làm. Cầm con dao là vừa khóc, khóc la, khóc thét lên luôn. Thì lúc đó có một cái anh đó, không biết trời phù hộ sao đó, thì cái anh đó đi ngang qua thì mới nghe khóc, thì đi vô thấy cầm vậy, thì thấy em làm gì vậy Thi, sao em ngu quá vậy, sao em không tìm người mà em nói mà em làm vậy. Em có nghĩ cho ba mẹ của em không? Em làm như vậy em nghĩ ba mẹ em vui không? Mất một đứa con như vậy em nghĩ ba mẹ em như thế nào? Thì lúc đó mới nhận ra là sai lắm rồi. Chúng ta phải luôn luôn tìm ra cách để giải quyết. Đúng. Chúng ta xem cái chương trình này để chúng ta sống tốt hơn. Chúng ta học cách kiểm soát bản thân. Bây giờ nè, sau một cái thời gian nãy giờ em nói chuyện với là anh chị, cho em suy nghĩ lại. Em có còn cảm thấy mình bị bất công quá nhiều như trước khi em đến với chương trình nữa không? Dạ, cũng đỡ. Đỡ hơn đúng không? Dạ. Anh hy vọng cái đỡ hơn này nó nói đến từ trái tim của em, chứ không phải là vì đang lên sóng mà em nói với anh Thành. Đúng không nha? Dạ. Anh Thành hy vọng nó đến từ cái đây. Thì anh biết dù gì đi nữa thì mọi chuyện nó không phải đến một chiều. Nên bây giờ chúng ta sẽ gặp lại mẹ của Becky. Xin mời chị. À, chào chị. Nãy giờ chắc chị ngồi bên kia chị cũng có nghe đúng không ạ? Bé kia nó trải lòng hơn. Còn con bé này thật sự bữa nay có nói đây chị cũng vẫn nói chị không hiểu được. Chị không hiểu được là trong lòng nó đang nghĩ gì và nó muốn gì. Chị không hiểu được. Và chị có, chị với con chị nó có một cái khoảng cách vô hình nào đó không nói chuyện được. Em nghĩ là không quen nói chuyện á, mình có thể nhắn tin bằng những cái tin nhắn đơn giản thôi. Có những cái mình không có tiện nói, mình nhắn tin cho nhau, riết là từ từ cái mình cảm thấy nó quen thuộc. Em thấy như vậy, gia đình em lại vậy á. Nó luôn quyết định sai mà, và nó cần mình chỉnh cho nó đúng. Bây giờ em nghĩ phức tạp hơn mẹ. Em phải cho mẹ thấy thế giới của em trong đó có gì. Không nói không cách nào người ta hiểu mình được. Hy vọng hai mẹ con tìm được cái cách giao tiếp với nhau nhé. Khi mọi chuyện nó đều hiện đại dần qua mail, qua Facebook, inbox, rồi tin nhắn các kiểu, thì hình như một lá thư tay nó vẫn thú vị chứ nhỉ. Thôi mình đọc nhau nghe ha. Đây là lá thư mà Minh Thi có viết cho mẹ. 10 đến 15 năm nữa con sẽ trở thành người đã tốt nghiệp đại học và trở thành người thành công trong công việc. Lúc đó con sẽ dành dụm tiền để xây cho mẹ và ba một căn nhà nhỏ nhỏ, đủ để ở và đủ để mẹ bán cà phê. Còn bây giờ thì con muốn nói nhất là xin lỗi mẹ. Con đã làm rất nhiều việc sai. Con nói dối mẹ và đôi khi con có thái độ không đúng với mẹ. Xin lỗi mẹ nhé. Nhưng mà con cũng mong muốn là mẹ sẽ lắng nghe những việc con chia sẻ. Do con đang trong tuổi mới lớn, những suy nghĩ của con không đúng, nên con cần lời khuyên của mẹ. Và cuối cùng là mẹ đừng so sánh con với bất kỳ ai hết. Bởi vì con là con của mẹ. Con muốn giống ai hay làm bản sao của ai hết. Những việc con làm bây giờ là bản thân con đã cố gắng hết sức rồi. Con thương mẹ. Và đây là lá thư của mẹ dành cho bé Thi. Thi à, chưa bao giờ mẹ nghĩ mẹ sẽ viết thư cho con. Vì mẹ nghĩ là cha và mẹ cố gắng làm để cho tụi con ăn học,
và dành hết lòng để thương yêu các con là được. Nhưng hôm nay mẹ thấy như vậy là chưa đủ. Mẹ xin lỗi vì đã làm cho con có cảm giác là mẹ thương chị và em nhiều hơn con. Nhưng không phải như vậy đâu. Mẹ yêu cả ba đứa. Nhưng tại vì em của con còn phải vừa đi học vừa đi làm, nên chắc có lẽ mẹ có phần quan tâm nhiều hơn. Thôi con đừng trách mẹ nhé. Các con mẹ đều yêu thương như nhau. Đẻ đau lắm, để mẹ yêu các con nhiều lắm. Mẹ muốn con thật lòng chia sẻ với mẹ những suy nghĩ của con, để cho mẹ và con có thể hiểu nhau hơn. Mẹ biết mẹ già rồi, những suy nghĩ của mẹ sẽ không được như các con đồng tình lắm. Nhưng xin con hiểu là dù mẹ có la rầy trách móc thì cũng là vì thương con, sợ con mình làm sai lầm và sa ngã. Mà Thi à, con là đứa mà mẹ lo nhất đó. Có lẽ tại mẹ không hiểu được con đang nghĩ gì, muốn gì và cần gì. Nên con đừng làm mẹ lo lắng nữa nhé. Mẹ yêu các con nhiều lắm. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.